Xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì trong video ngày hôm nay Phượng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn hộ rất là xinh xắn ở tại Champa Island ha. Và ở tại khu vực này thì ngoài cái việc các anh chị sở hữu căn hộ thì các anh chị cũng có thể là tận dụng các tiện ích như là hồ bơi ngay ở phía sau lưng Phượng đây ha. Và để xem chi tiết thì xin mời cô chú anh chị theo chân Phượng để vào tham quan căn hộ này nha. Tại khu vực này thì chúng ta có một cái thang máy, hai thang máy đôi thì các chị có thể thuận tiện đi lên và đi xuống ha. Và cái khu vực mà Phượng vừa mới đứng đây thì nếu như các anh chị muốn mà thư giãn vào buổi tối hay là các chị có thể ra khu bên ngoài này, bởi vì khu này rất là thoáng luôn nha. Thì các anh chị nó gần như là bao gió cho chúng ta để chúng ta thư giãn vào mỗi khi mệt mỏi ha, hay là các chị muốn ra ngoài này làm điếu thuốc nhỏ nhỏ cũng được ha. Và rồi thì các anh chị thấy không gian của hành lang này, thì không gian hành lang theo như Phượng đi quan sát ở tất cả các căn hộ mà đi quay review ấy, thì cái không gian hành lang này là rất là rộng luôn và cao nè, có chiều cao nè và rất là thoáng nha, và gió lùa cũng khá là nhiều nữa cho nên là rất là dễ chịu luôn ha. Đây là căn hộ của chúng ta ngày hôm nay, là một căn hai phòng ngủ nha quý anh chị ha. Đây. Căn của chúng ta chính là căn 3209, con số cực kỳ xinh ha. Đây, đi vào bên trong. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt gặp cái hệ cửa. Đây là Phượng thấy là cửa gỗ rất là chắc chắn. Và hệ khóa đây là có khóa mật mã và khóa từ ha. Đó, và bước vào bên trong thì để thuận tiện thì đây chính là cái hệ tủ giày. Các anh chị vào có thể là cửa bỏ giày ở tại khu vực này, thì nếu như cần thiết các anh chị có thể set up thêm một chiếc ghế nho nhỏ nữa tại khu vực đây, thì các anh chị sẽ thuận tiện hơn việc ngồi mình thay giày ha. Đây và đây là hệ thống điện của căn phòng của chúng ta, gần như đầy đủ tích hợp tại khu vực này ha. Đó, vào bên trong căn phòng thì căn phòng này thì hiện tại kết hợp giữa phòng bếp và phòng khách nha các chị. Thì đây vị trí của sofa và tivi, các chị có thể ngồi ở đây xem tivi. Và nếu như mà gia đình chúng ta sinh hoạt chung, nó cũng là cái khu sinh hoạt chung của gia đình mình, thì vợ chồng con cái có thể nấu ăn ở tại khu vực này, bố mẹ lớn tuổi thì cũng có thể ngồi đây xem tivi, và các con thì có thể chơi vui chơi trong phòng chẳng hạn. Thì gần như cái không gian này là không gian kính, không gian mở này, cho nên là chúng ta có thể quan sát được tất cả các thành viên trong căn nhà của mình khi mà chúng ta ở tại cái vị trí căn phòng này ha. Thì bây giờ xin mời các anh chị vào bên trong tham quan phòng ngủ nha. Đây, phòng ngủ chúng ta là full ánh sáng luôn nha các anh chị, bởi vì hệ cửa kính này rất là rộng, nó là cao từ trên và xuống dưới tới mặt sàn luôn. Thì cái không gian kính này nè, cửa kính này thì gần như lấy ánh sáng tuyệt đối cho căn phòng của chúng ta, và kết hợp với đó là cái không khí và cái luồng gió rất là mát ở cái con sông này. Đây cũng là con sông cái, thì các anh chị có thể chiều ngắm hoàng hôn, hoặc buổi sáng thì mình có thể ngắm bình minh ở trên tại vị trí này, rất là thoáng mát nha. Đó. Và ngoài ra thì còn có những các cái con tàu đánh cá của các ngư dân nữa ở tại cái khu vực này đi qua đây nữa ha. Nè. Đó, này đó là một cái thuận lợi nữa là không gian này cũng là cái không gian kính, cho nên là khi các anh chị ở trong này thì các anh chị cũng có thể quan sát được ở phía bên ngoài của căn nhà chúng ta nha. Theo đây chính là cái không gian phòng ngủ thứ hai của chúng ta ha. Đây các anh chị xem ha, hệ tủ, hệ giường và hệ đó. Các anh chị xem mà nó cũng là full hệ tủ, hệ tủ đồ full từ trên trần kết hợp xuống tới dưới sàn, và hệ cửa kính cũng là full ánh sáng luôn nha. Đó, rất là thoáng và mát. Và đây là cái phòng toilet của chúng ta. Đó. Có kết hợp giữa phòng tắm, có vách kính trắng nha. Và hệ bồn vệ sinh và hệ lavabo, và kết hợp với tấm gương ha, rộng. Đó. Thì các anh chị xem thấy nội thất của phòng bếp Phượng thấy rất là gần như là đầy đủ, có kệ bếp trên này, hệ tủ bếp dưới nè ha, và cái không gian hệ tủ và tủ lạnh rất là đầy đủ cho chúng ta.
Thì hiện tại nhá, căn này thì đang là pháp lý của chúng ta là đã có sổ rồi và sở hữu lâu dài, và cái phí quản lý ở đây là 18.000 trên một mét vuông, và cái phí để xin ô tô của chúng ta là 800.000 ha. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về căn hộ này thì các chị có thể liên hệ với Phượng qua số điện thoại 0867903868, và đừng quên đăng ký kênh Phạm Phượng Bất Động Sản để cập nhật thêm nhiều video mới đầu tư tại thành phố Nha Trang mình nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.